Rồi chào anh em. Mấy bữa nay mình không có không làm clip. Mình gà vịt lâm lao lu bu quá. Thì bữa nay mình mới làm cái clip này á, mình nói về cái chủ đề uống nước. Con gà uống nước mấy giờ anh em điện mình á, hỏi với tin nhắn tin mình đủ thứ hết, là con gà mà tình trạng anh em cho uống nước cái con gà sặc. Nó sặc nó thành khò, nó ho luôn. Mà lý do toàn là cái ốc chích này không. Anh em cho gà uống nước bằng cái ốc này không? Thì cái ống này á, thì mình nấu cho anh em hiểu. Cái lúc nào cũng vậy á, cái ống mới thì anh em bóp nước nó rất là nhẹ ha. Đó, đây là cho anh em xem. Cái lúc nào mà cái ống mới nó bóp anh em rất là ok. Thì anh em bóp mới đậu thì rất là nhẹ. Mình nói về cái ống nước trước đi, hồi chút mình nói về cái lý do con gà nó bị sặc ha. Thì anh em bóp nhiều lần á, cái ống mới thì anh em bóp á, chút xíu à, bóp cái xịt nó lẹ lắm. Còn bóp thì vài ngày á, cái ngày hai ngày đó nhiều lần quá, cái này nó trơn nè, cái cục đen này nè, nó bị gít, nó gít hơi, nó sẽ mới nó có lớp dầu nha anh em. Cái ống này lúc nào cũng có lớp dầu, anh em làm nhiều lần quá nó mất lớp dầu, nó sẽ bị cứng. Thì nó bị cứng thì sẽ như thế nào? Nó bị cứng là lúc mà anh em rút vô á, anh em bóp bơm liền á thì nó ra nó nhẹ nha anh em. Đây mình làm lại. Thì anh em bóp liền vậy nè, nó ra rất là nhẹ ha, à, nó ra là nhẹ lắm. Này nó ra rất là nhẹ nè, thấy không? Nó ra nó rất là nhẹ, từ từ nó nghĩ cho anh á, nó là đơn giản. Còn lúc mà nó hết cái lớp nhớt nó dầu luôn rồi ha, anh em bóp, anh em bóp liền á thì nó không sao. Còn anh em mà để rút lên có nước á, cái anh em để cái đại con gà thì nó ngưng uống, cái anh em bóp cho nó bị cứng. Cái thì nó lúc mà nó bị cứng rồi anh em sẽ làm sao? Nó bị cứng anh em bóp bịch đó. Đây cho mình là cái phịch nha, anh em cho một cái phịch luôn. Rồi nó một cái phịch như vậy á thì nước sẽ đi rất là mạnh, nó đi rất là mạnh lúc mà anh em bơm đầy vậy nè đó, kéo đầy. Cái lúc mà bơm xong á, anh em để cho nó bơm liền nó gì, cái anh em để nó cứng nó lâu ngày, cái nó hết cái lớp nhớt thì lớp dầu á, cái này bóp nó bị cứng. Lúc mình lúc mình nói là cái lớp nghĩa cái ống cũ cũng được nữa, nhưng mà bóp liền thì không sao. Còn anh em để mà một vài giây vài giây á, cái nó cứng gắt, cái này bóp mạnh như nè, cái bóp mạnh luôn cả luôn. Rồi vô tình cái nước nó đi mạnh quá nó sẽ hẳn vô nó phổi. Rồi cái lúc mà vô cái phổi con gà là tại sao? Là tại lúc anh em ôm con gà lên, anh em bành cái họng nó ra, nó sẽ dãy. Nhiều con nó sẽ dãy, nhiều con nó dãy, nó đưa cái lưỡi lên. Thì lúc nào cái lưỡi mà con gà anh em bành cái họng ra, cái lưỡi con gà nó ngóc lên vậy. Thì lúc đó là cái cuốn phổi của nó, cái lỗ phổi trong cái lưỡi con gà, anh em nhìn túi cái lưỡi con gà có cái lỗ, là cái lỗ phổi đó. Có lỗ phổi, cái phổi đó. Anh em bóp lúc mà con gà bành họng ra, nó dãy, nhiều con nó ngợp, nó dãy. Cái này là cái lúc mà đưa cái lưỡi đánh nữa lên, anh em bóp mạnh quá, cái nước nó đi mạnh vô, thì vô tình nước nó đi mạnh vô nó sẽ vô cái lỗ phổi đó. Cái lỗ phổi là con gà bị nước vô phổi, con gà nước sặc, nó sặc nó nhiều cái tác hại nguy hiểm lắm. Con gà nó một khi mà nó đã bị sặc rồi nó sẽ sặc hoài luôn, nó sẽ tím đầu lúc đó. Nhưng mà lúc mà hồi nó hết sặc á thì cũng như anh em lọ mình nước vô lỗ mũi vậy đó, nó sặc nó khó chịu, nước vô phổi á ha, nó sặc cái con gà là nó rút, nhiều con nó ốm luôn, nó bỏ ăn, nó ốm, nó gáy không được, nó chắc tí luôn, nó gáy không được, tại sao nước vô phổi nó gáy không được luôn, nó gáy không được. Cái nữa rồi cái hai là con gà nó thở yếu luôn, tại vì nước rồi đó. Vô tình anh em cho gà uống nước là anh em hại con gà anh em. Cái ống chích này đó, nó nguy hiểm lắm nha anh em. Còn nhiều anh hay lắm, đút cái ống vô vậy, đưa vô đút vô bầu diều luôn, anh em bơm đút hẳn vô cái bầu diều là cho nó qua, là nó tránh cái lỗ phổi, nó tránh cái lỗ phổi ha. Nhưng mà anh em nhớ là rút lên anh em bơm liền, nó có cái ống này nè. Anh em kỹ thêm xíu thì anh em để cái ống vô đây, anh em đút vô con họng nó luôn là qua cái lỗ phổi ha, là nó sẽ qua cái lỗ phổi đó. Thì nó qua cái lỗ phổi là bóp con gà nó không sạc, bóp nó không sạc, tại vì nó có cái ống đút vô. Lúc vô lúc mà anh em đút cái ống mà cái ống mũ nha anh em, cái ống nhựa mũ đó nha, đút vô nó mềm nó không sao, đút sâu trong anh em bóp cái nó qua vô luôn thì con gà đó nó không bị gì hết đó. Thì nhiều cách uống thì mình nhắc cho anh em nghĩ là nó cho nó uống là như vậy. Còn mấy là anh em cầm cái chai xịt tiên C2 rồi đó, chai trà xanh rồi đó cũng được, hay cái ca có cái mỏ gì đó, anh em bành cái họng con gà anh em đổ vô uống. Nhưng mà anh em lúc mà con gà cái lưỡi mà nó bành cái họng mà nó đánh cái lưỡi lên đó, nó đá cái lưỡi lên, em bành ra nó dãy đá cái lưỡi lên là không trốn anh em. Anh em mà đổ nước vô uống là đừng dày, nó sạch lắm.
anh em bành họng con gà để tự nhiên, anh em bành họng ra anh em bơm vô á, cho là cái chai nước anh em uống từng ngụm á, từ từ á, thì con gà nó không sao. Còn con gà một khi mà nó dãy ha, mà anh em bành ra anh em đổ nước vô từng ngụm mà nó thấy cái lưỡi nó đánh lên đớp bóp vô, anh em đổ vô lúc đó là cũng rất nguy hiểm nha. Bởi vì con gà cho uống nước nó không có dễ anh em, cái nào thiệt chứ nuôi cái gì nuôi không có nào mà dễ ăn vậy đó, mình nói thiệt. Không có gì mà dễ ăn anh em. Đây một cục này ra, đây cục này nè, nó rất là trơn, nó có lớp dầu, anh em nhìn thấy không, nó bóng nè, nó có lớp dầu ha, nó có lớp dầu, anh em lấy tay, anh em không cần làm phở, anh em lấy tay nó như vậy, nó có lớp dầu, thì nó có lớp dầu này giúp cho mình bơm á, nó rất là nhẹ, nó không bị gít, mà lâu ngày anh em xài á, nó hết lớp dầu nè, nó rất là nguy hiểm. Và cái ống chích này ha, cái ống chích này nó có lớp dầu á. Mình mua cái ống chích máy đó nghe nè, chứ phải là cái ống chích mình bơm cho uống đâu. Mình mua cái ống chích này làm cho anh em thêm á. Nó có lớp dầu, tại vì cái ống, nếu mà lấy cái ống lụm hay lấy cái ống chích cũ á thì nó không có lớp dầu, anh em mình nói anh em không hiểu. Nó có cái lớp dầu. Thì mình nói anh em nuôi con gà là một cái nghệ thuật, chứ không phải là nuôi con gà thấy ừ uống nước bành họng ra chỗ thấy đơn giản lắm. Mà nhiều khi mình chính mình hại con gà của mình, nó không gáy được luôn, nó tắt tí nó không gáy luôn. Cái anh em tưởng nó thấy con gà nó không gáy, cái anh em chích thuốc mua cái anh em chích, mà sự ra đâu phải con gà bệnh đâu, tại tự mình đổ nước vô con gà nó bị sặc, chứ nó bị nước vô phổi, chứ đâu phải là con gà nó bệnh mình em chích thuốc là sao hết. Em chích hoài con gà đứng sặc hoài nó không gáy, anh em bơm nước gì đó rồi anh em cứ làm như hoài, con gà nào mới gáy nổi. Đâu phải con gà nào nó cũng dễ uống, đâu phải con gà nào cũng lúc nào bành họng ra nó cũng dễ. Nhiều con bành cái họng ra nó dãy, nó cắn hơn gì nữa, nó ngậm miệng cứ ngắt à. Bởi vì mình nói anh em hiểu á, nuôi một cái con gà anh em phải hiểu con gà, anh em nuôi cái gì anh em phải hiểu cái đó, thì con gà nó là như vậy. Không phải con gà nào cũng dễ cho nó uống nước, nhưng mà cái uống nước không phải ai cũng dễ cho uống. Nhiều khi lúc mình nóng á, lúc mà mình nóng mình tức bực bội, ôm thấy lâu quá bóp họng nó dãy hoài, cái bóp bóp mạnh vô lẹ vô, hay là bệnh cầm nước cái mình đổ nó lẹ vô, rồi ra lúc đó mình làm mình nóng lắm đó là mình vô tình mình hại con gà mình luôn. Bởi anh em nuôi con gà anh em cho uống nước phải uống từ từ, từ ngụm, nhưng mà cái lúc mà con gà đóng cái lử lên, con gà anh em thử anh em làm như mình nói không, lúc nào bóp con gà mà nó dãy rồi ha là đánh cái lử lên liền, nó đánh cái lử lên em mạnh cái họng, cái lử nó bật lên, cái lử nó bật nó nằm xuống dưới á, thì mình cho uống nước không sao. Mà khi mình bành cái họng ra, cái lưỡi con gà đánh lên rồi nó bật lên ha, là anh em uống nước vô là 10 con sặc 10 con. Bữa nay mình làm cái clip mình nói về cái lý do con gà nó uống nước nó bị sặc nước là tại sao ha, mình nói cho anh em hiểu cặn kẽ về cái cách đó luôn. Mình đã nói cho anh em, chia sẻ cho anh em hiểu về cặn kẽ về cách mà con gà mình bị nó sặc nước đó. Thì mình nói hết, nãy giờ mình nói là lý do, mình nói hết cho anh em. Thì anh em cho uống bằng cách gì đó không cần biết, tại vì mỗi người mỗi cách có uống nhắc nhau, người ốc chích, người lấy cái này cái kia đủ thứ. Nhưng mà anh em hạn chế con gà đánh cái lử lên, con gà nó đánh cái lử lên là đa số là nó bị vô nước vô phổi, nó sặc, nó không gáy, nó ăn không được, con gà nó ốm, nó rút gì đủ thứ hết. Rồi cái anh em cứ mua hút chích vô uống vô là không có tác dụng nha anh em. Cái đó là mình tự mình hại con gà mình đó. Chứ mà nói anh em là cho uống nước rồi nó đơn giản rồi, bành không ra đổ vô cái không có đâu. Nuôi gà là mỗi cái kỳ công nha anh em, chỉ có những người đam mê mới hiểu thôi. Nhất là mình này thì giờ mình chia sẻ cho những anh em là mới tập chơi gà, nó rất là nguy hiểm về cho cái cách uống nước á, nó nguy hiểm lắm. Thì đó anh em nào có giống như nãy giờ mình nói thì anh em xem clip anh em thử làm từ từ, anh em cho con gà uống mình uống từng ngụm nha, và từ từ. Thì cái ống chích này anh em xài á, đừng có xài lâu quá, anh em sẽ thấy lớp hết cái lớp dầu nhờn á, em thấy bóp mà nó cứng bơm mà nó cứng á, thì anh em làm ơn mua cái ống mới nha. Cái ống này có 1.500-2.000 cái nha anh em, chỗ bán 2.000 chỗ bán 1.500 á, anh em làm ơn mua cái ống mới nha. Anh em nuôi cái tiết tiền ngày hai ngày anh em đổi cái ống cho mình đi, nó không có nhiều tiền cho anh á. Còn nếu mà mình làm mà nó cứng nó bóp mạnh quá gì đó là vô tình mình hại con gà của mình. Có nhiều anh em sợ nó mà không dám cho gà uống nước luôn á, uống nước hết tím đầu đó nó chặt đó, rất là sợ. Thì nãy giờ mình nói về cái nguyên nhân và cái lý do con gà nó bị sặc nước tím đầu là do mình chứ không có do con gà nha anh em. Mình nuôi gà phải hiểu nha, cái lúc nào cho uống rồi cho uống nè, lúc nào không cho uống thì mình cho uống từng ngụm. Mình đợi con gà nó đứng bình thường lại, mặt nó tím, thì đợi con gà nó mặt nó bình thường lại mình cho nó uống lại từng ngụm á, chứ không phải là cho nó uống vậy cho lẹ nha anh em.
giật tóc là bắt đạt nha. Anh em nhớ câu mình nói nghe, giật tóc là bắt đạt, không được gấp, gấp là hư đồ hư đạt đó nghe anh em. Cái giật tóc bắt đạt là nó đó. Rồi mình sẽ chào anh em ha.